À, bây giờ hai anh em tôi đang trong giai đoạn là ủ màu, hồi nó ủ xong rồi bắt đầu ra là ở gì tại em tôi đang trong giai đoạn tẩy tóc, giờ tôi là gì gọi gì sám khói, sám khói, còn tôi là đang nhuộm cái màu hạt dẻ nha các bạn. Quá đi như hai thằng thiếu lòng tự. Các bạn thấy kiểu tóc sư tử mới này của tôi như thế nào hả? Đấy, giờ bước tiếp theo là đánh giá. Hai lúa lần đầu tiên đi lên phố Bùi Viện luôn nha mọi người. Tay không luôn kìa các bạn. Cao to lực lớn không? Tôi ở dưới quê thì tôi đi đâu tôi cũng thấy người ta lụng hơn mình đó, mà sao tôi lên phố Bùi Viện này xong tôi thấy ai cũng cao hơn tôi hết trơn. Bạn thấy sang chảnh chưa? Đấy, xe phân khối lớn là đầy luôn nha. Đi lòng vòng họ cũng mệt, vô đây ăn cả nhà. Này là quán giống như là ăn giặt vậy đó. Đồ nướng, xiên que đồ. Đó các bạn có thể nhìn giá ở phố Bùi Viện này nha. Món nào cũng có nè. Một cơm chiên Dương Châu, một bạch tuộc nướng. Nói chung là đã tới đây rồi thì phải chơi tới bến luôn nha mọi người. Vì ở nhà thì mình cũng suy nghĩ làm tiếp này kia nọ coi, làm cho bạn coi ý tưởng này kia, tối khó ngủ bị giống như bị stress gì đó mệt. Phải lần này đi lên Sài Gòn chủ yếu là vừa quay phim để up bên kênh Tony Vlog nè. Bánh xoài như thế này là có 20.000 nha các bạn, tôi thấy rất là rẻ luôn á. Chấm cho bạn coi nè. Rùa quá các bạn ơi, đã quá. Cô ơi, con khu mực ăn đây cả. Ủa khu mực này mình bán sao con? 60 bánh. Lấy con 80 đi. Nhưng cái nướng. Dạ nướng liền à. Còn cái này cho chị. Cái đó là 30. Lấy cái này nha. Rồi, vậy lấy hai con đi. Con này, con này. Con này có 80 nha các bạn, đây có 30 à. Giá rẻ nè, ăn được. Cẩn thận như vậy, chặn đầu chó thụt cho mặt con cái chết luôn á. Các bạn thấy chưa, con mực nhìn là thấy thèm rồi. Ngon quá các bạn ơi. Sống là vậy, cuộc sống của mỗi con người là khác nhau. Chúng ta không nên chỉ biết nhìn lên những người như vậy, mà đôi lúc còn phải biết nhìn xuống những mảnh đời khổ cực.
Những cậu bé chỉ có ước mơ là ăn no một ngày hai bữa. Những người già vẫn còn đang lao động khổ cực, trong khi độ tuổi của họ là phải ở nhà để hưởng thụ cuộc sống.